Bao nhiêu thêm? 26 á anh Vũ ơi. Y10 216. Dạ. Bản đầy đủ hết à? Dạ đúng rồi. Mình phân biệt là thường mình phân biệt kiểu như thế nào thêm? À, mình xem cái tách tách lô tách biệt cửa. À, là nó có hai màu phải không? Dạ đúng rồi. Màu này màu đỏ là màu đỏ. Dạ. Chiếc này bây giờ nếu như mà anh muốn mua thì nó tầm khoảng bao nhiêu? 230 thôi anh Vũ. Xe này là khách ký gửi bên em. Ủa? Bên mình là có nhận ký gửi luôn ha? Dạ đúng rồi anh Vũ. Còn ai mà thích có tiền liền thì bán thẳng cho bên phong bổng mình được. Dạ đúng rồi. 230 triệu, anh chị em mình thấy sao? Một em nhỏ gọn. Bên mình là xe là gần như là có chiếc nào là mà có làm máy không hay là chỉ là bán những dòng xe zin thôi? Dòng những dòng xe zin thôi, tụi em là chuyên những dòng xe zin. Và đa số là xe lướt là chính. À, xe lướt luôn hả? Dạ. Chỉ là bên mình là sẽ cam kết với lại tất cả khách hàng là bằng văn bản hết. Dạ đúng rồi. Và có một điều nữa là bên phong bổng anh chị là giá xe là đã bao lăn bánh ra tên về tỉnh. Còn ở Sài Gòn thì mình sẽ tính thêm 20 triệu tiền. Dạ đúng số. Dạ đúng. Rồi, chào cả nhà nha. Dạ. Hiện tại dạ thì anh em mình đang có mặt ở đây là chi nhánh 2, ngay chỗ trạm thu phí cầu ông 4. Dạ đúng. Ngoài cái chiếc này ra thì còn cái chiếc xe nào mà của cửa hàng không? Hay là đó, của ký gửi nữa không? Còn đây, chiếc xe ký gửi bên này. Còn bên đây chiếc ký gửi nữa nè anh chị. Còn xe của hàng mình thì yên tâm rồi. Dạ. Ủa vậy xe ký gửi anh làm việc với ai? Anh làm việc với chủ luôn hay là với dạ đúng rồi, em sẽ cho số điện thoại chủ. Anh sẽ nếu mà khách mua sẽ liên hệ trực tiếp với chủ xe, làm việc trực tiếp với chủ làm xe. Làm với chủ được hoặc dạ, làm việc với anh em phong bổng được luôn ha. Dạ đúng rồi. Cái này là đời bao nhiêu em? 25 anh. 25. Mazda 6 25. Mazda 6 2015. Này là phân khúc D phải không? Dạ đúng rồi. 25. Đồng sơn của nó là mình có dặm tốt gì nhờ? Chỗ nào chưa? Xe này là dường như là em thấy là nước sơn zin nhưng mà nó xuống khoảng nó xuống xuống màu rồi. Xuống thêm 5 tháng hả? Dạ đúng rồi, pha tạm. Cũng đúng. 25 tới giờ mà anh Vũ. Mà màu đỏ mà, nhưng mà nội thất thì thấy cũng còn ok nha. Dạ đúng. Xe này đi nhiều chứ? Tầm khoảng 70 đến 80 nghìn ạ. Chiếc này bây giờ bao nhiêu? 435 triệu. Bằng chưa tới một con Vios. 435 triệu mà được phân khúc hạng D anh chị. Dạ đúng rồi. À, cái chuyện bên ngoài này có thể là mình tốt lên được. Dạ đúng rồi. Máy móc là nguyên zin của nó. Dạ đúng rồi. Biển Sài Gòn nè, nếu mà vậy thì anh chị mua ở Sài Gòn thì không có tốn 20 triệu. Dạ đúng rồi. Biển số này thì là biển số bây giờ năm số là định danh rồi thì mình bấm biển số mới. Dạ đúng. À, không có đóng cái tiền thuế kia. Rồi, còn bên đây là xe Camry của... này thì bán rồi anh Vũ ơi. À, bán đang rồi. Chờ khách nhận thôi. Cái này đẹp quá. 2.5 quy, 7.000 cây. 7.000 cây hả? Mình báo được cái giá để mà bà con mình tham khảo không? Giá bán. Xe này là 1 tỷ 235. 1 tỷ 235 triệu, 7.000 cây là 2022. 22, dạ đúng, model mới nhất. Phiên bản 2.5 quy. Nhưng mà chiếc này thì bán rồi, mình còn chiếc nào giống vậy không? Dạ còn, trên salon 1. Trên kia ha. Dạ đúng rồi. Vậy lát nữa anh em mình sẽ di chuyển trên kia chị. Dạ. Bây giờ mình coi trước cái đây đi. Chiếc này, là Ford Everest 215 anh Vũ. 2.5 số sàn máy dầu. 2015. Dạ đúng rồi. 2.5 phố. Xe này cái form đẹp quá. Ford là xe thương hiệu từ Mỹ ha. Gầm cao 7 chỗ. Đóng mạnh, đóng mạnh. Rồi. Cửa này là phải đóng chắc là ha. Người Mỹ mà. Vì cái đời này là mình đâu có góp được. Dạ đúng rồi anh Vũ ơi. Bây giờ ô tô là phải 2.18. Dạ. 2.18 trở lên. Rồi. Ok nha chị. Còn em bên này 7 chỗ này anh Vũ ơi. 7 chỗ nhưng mà giá có khoảng 120 triệu thôi. 7 chỗ anh chị. Dạ. Ừ. Chiếc này là có lên màn hình Android luôn. Dạ. Số sàn 7 chỗ cả nhà. Mà là Android giải trí ha. Chiếc này bao nhiêu thì 160 triệu anh Vũ. 160 triệu. Dạ đúng rồi. Xe này mình mua giờ mình làm xe của công ty được. Dạ. Hoặc là mình chở hàng ok ha. Dạ. Có 160 thôi. Dạ. Bớt nữa không? Dạ còn nếu mà tới cửa hàng thì sẽ có giảm nữa. Rồi ok còn, nha. Còn thương lượng, còn thương lượng. Bây giờ mình vào trong salon ha. Vô trong đây đi. Những chiếc xe đang chờ khách hàng đến mang về nhà thôi. Đây, chiếc này đi. Y10 luôn. À, này là Y10 Hatchback 2019 anh Vũ. 2019. Xe này là của cửa hàng mình luôn nè. Dạ đúng rồi. 2019 giờ giá một chủ từ đầu anh Vũ ơi.
một con này không? Dạ 325 triệu, bao thuế được rồi. 325 nha anh chị. Dạ. Vậy là cái này mình mua góp thì mình đưa trước cỡ 150 không? Dạ đúng rồi. Tầm đó ha. Dạ. 150. 150 triệu là nhận xe. Rồi mỗi tháng mình góp lại, cái này mình trả góp tối đa là được bao nhiêu năm? À, từ 3 đến 6 năm mình Vũ. 6 năm. Dạ. Rồi. Thì nếu mà anh chị nào mà muốn mua trả góp á thì thủ tục bên em là lên hồ sơ vay cho anh chị thôi. Tính được. Ra một tháng đâu có bao nhiêu tiền đúng không? Dạ đúng anh Vũ. Xe này có thể là mình về mình đi gia đình được, hoặc là mình chạy dịch vụ cũng được, chạy Grab là ok hết. Dạ đúng. Nhỏ gọn. Còn anh chị em nào mà có điều kiện hơn thì chứ đó cho mấy chị hoặc mấy vợ, mấy chị vợ ở nhà. Dạ. Chứ không phải là mấy chị vợ như vậy, một chị thôi được rồi. Rồi, chiếc này đi. Dạ. Chiếc này là i10 số sàn 2018 bản phiên bản sedan. Sedan là hai đầu ha. Sedan. Rồi. Chiếc này thì rộng hơn. Dạ vậy đúng thì rồi. Giá cũng nhỉnh hơn chút ha. Dạ đúng. 2018. Cái ghế da này nhìn đẹp quá. Dạ. Bọc lại hả hay là? Dạ đúng rồi, ghế này là bọc lại, được chỗ cổ bọc lại. Đẹp quá anh chị. Cái này là số sàn. Dạ. Số sàn, đề startup ha. Xe này thì bao nhiêu thiên? 280 vô. 280 triệu. Dạ. Ủa vậy rẻ hơn chứ bên đây. Dạ đúng rồi. À. Đây là bản hatchback, còn này là bản sedan. Số tự động, này số sàn. Số sàn rẻ hơn anh chị. Xe này đi nếu mà làm dịch vụ hay làm cái gì đó kinh doanh thì chắc còn tiện hơn chứ bên đây nữa. Dạ đúng rồi. Xăng hơn mà rộng hơn. Dạ đúng rồi. Không nếu mà động cơ chung với nhau anh Vũ. Giống nhau ha. Dạ đúng rồi. Rồi, biển số 67 An Giang nha chị. Còn bên này Spark. Thương hiệu Mỹ nè. Cái này đẹp quá. Cái này còn mới quá. 20 mấy 2018 anh Vũ. 2018. 2018 đăng ký 2019. Đăng ký là 2019 luôn. Dạ. Xe này đi nhiều chưa? Dạ 55.000 nữa anh Vũ. 55.000. Dạ. Rồi. Chiếc này bây giờ mình bán bao nhiêu? 195 triệu anh Vũ. 195 triệu. Dạ. Mua góp được không? Dạ không. Không được hả? À, tại vì ngân hàng nó tiệm cận quá. Dạ. Rồi. Nó 28, 29. Biển số 61 anh chị ha. Giá này cũng dễ mua. Phù hợp. Dạ đúng rồi. Nhiều anh chị gia đình ít người. Bên này còn, thì 2022 anh Vũ. X-Line 2022 rồi. Dạ. Xe này sao thấy còn mới cáo vậy? Chị 2022. Đó, cho cả nhà mình xem nội thất bên trong ha. Xe này đi được 16.000. 16.000 nè. Dạ, 16.000 cây. Xe này bây giờ mình bán bao nhiêu? 395 triệu anh Vũ. 395 triệu. Dạ. Xe này là 395 rồi, góp vẫn ok ha. Dạ đúng rồi, 2022. Rồi. Bên đây còn một em Camry nữa. Camry. Cái mẫu này hình như là anh thấy có nhiều người chạy lắm. Dạ đúng rồi. 200 mấy? 210 hả? 209 á. 209. Biển số Bình Dương. Camry 2.4 phiên bản Việt Nam. Cái này giờ bao nhiêu? 400 mấy 500 không? Không tới luôn. Giá không tới luôn hả? Hợp lý lắm. 350 triệu hả? 350 triệu. Bao thế là tên? Thật ơi, anh chị nghe không lầm đâu nha. 350 triệu là có một em Camry. Cái form này là nhiều anh, nhiều chú lớn tuổi là khoái lắm. Dạ đúng rồi. 350 triệu nha anh chị. Biển số 4 số luôn anh Vũ ơi. Rồi, hợp lý luôn. 350 triệu. Chắc nịch nha anh chị. Camry mà đẳng cấp hơn. Anh em mình vào những cái xe ở trong đây không? Là còn mấy xe nữa nè. Cả nhà mình ai quan tâm bất kỳ xe nào thì ở trên màn hình là có hai số điện thoại đó, mình cứ gọi điện trực tiếp qua bên Phong Bổng Bình Dương nha. Dạ. Còn chiếc này Accent 214 bản nhập anh Vũ. 214. 2014. Cái này là nhập nhập Hàn Quốc. Hàn Quốc. Dạ. Bản nhập thì nó khác gì với lại bản ở Việt Nam ha? Option thì nhiều hơn anh Vũ. À. Dạ. Xe này bây giờ bao nhiêu chứ? Con này thì đang bán 330 triệu ạ. 330 triệu. Dạ.
330 triệu. Bao lăn bánh ra tên. Dạ. Cái này có lên tay nắm inox, có lên cái bàn che mưa luôn rồi. Dạ. Máy móc là cam đoan là xin. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Cam kết là nguyên bản. Mình cam kết bằng văn bản luôn. Dạ đúng rồi. Chắc nịch luôn ha. Không phải là lời nói gió bay. Còn bên đây, cái này là Venza Nhật Mỹ 2009 anh Vũ ơi. Mấy xe này là chỉ cần coi cái hàng ghế sau lên chị. Đó. Hàng ghế của chủ tịch. Cái này là ghế da zin của nó. Dạ đúng rồi anh Vũ. Xe này động cơ của nó là 3.5 V6 anh Vũ. 3.5 V6. Xe này công nhận lâu rồi mà cũng còn đẹp ha. 2009. Bây giờ chiếc này bao nhiêu? 485 triệu anh Vũ. 485 triệu. Dạ. Cái bánh nó bự quá trời. 485. Dạ. Rồi, còn em này. Đây là 5+2 này anh Vũ. Kia Rondo 2022, động cơ 2.0, số sàn. Máy xăng. Có phiên bản máy dầu nữa nha. 5+2. Cái này là phiên bản máy xăng. Chiếc này là bao nhiêu thế? Con này em đang bán 505 triệu. 505. Số sàn nè. Xe này cũng còn đẹp lắm nha. Dạ, yeah, 2022 mà anh. 2022 anh chị. Mới chạy vài tháng thôi là bạn. Rồi. Bây giờ tình hình kinh tế có nhiều anh chị em mình mới mua xe xong bán. Dạ. Yeah. Bây giờ mình mà mua lại thì tiết kiệm cũng khá là nhiều. Dạ đúng. Bây giờ là chắc là anh em mình di chuyển qua bên kia đi. Dạ. Chi nhánh 3. Chi nhánh 3. Bên đó là 5 chỗ, 7 chỗ gầm cao. Dạ đúng rồi. À, anh chị em nào tìm xe ví dụ như Innova hay là Fortuner rảnh có không? Dạ có. Có nha anh chị. Dạ. Nha. Chi nhánh 3 của mình thì là đối diện với lại chợ đêm Hòa Lân ha anh chị. Bây giờ hai chiếc ngoài này mình chơi luôn ha Thiên. Dạ ok. Toyota Veloz. Dạ. 2022 luôn anh Vũ ơi. Đẹp quá trời đẹp ha. Dạ. 2022 xe này đi nhiều chưa? Dạ xe này giờ lướt á. Mới lướt hai mấy nghìn hả? Đi mới hai mấy ngàn hả? Dạ. Xe thì đẹp anh chị. Đây. Để nổ trang bị cái này để cho khói bên trong rồi. À, trang option nhiều quá anh Vũ ha. Tóm lại là đi ít đúng không? Dạ đó, rơi tầm khoảng hai mấy nghìn, 25 nghìn vậy đâu. Xe này bây giờ mình là bao nhiêu? 640 anh Vũ. 640 triệu. Dạ. Ra thôi. 640 nha. Đề startup. Xe này là anh em bà con với lại gì? Avanza ha. Dạ đúng rồi. 5+2 nha cả nhà. Dạ. Bên này thì em vừa về con X. Ê, có X-Banner này bán rồi Vũ ơi. Cái này bán rồi ha. Dạ. Đối với những cái dòng xe cũ thì đôi khi nó sẽ có những cái vết xước xước nhỏ nhỏ này nè. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bên công bổng là sẽ làm đẹp lại. Dạ đúng rồi. Còn cái chuyện mà cấn đụng va chạm nặng và máy móc là đảm bảo là không có. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi. Ở đây là mình có hệ thống nâng gầm luôn nè. Dạ. Mình có thể kiểm tra xe tại đây được luôn. Dạ hai bên luôn anh, hai bên luôn. Còn cả nhà mình thích chắc ăn hơn á thì đem hạ xe vô hãng test ok hết. Dạ đúng rồi. Rồi. À, chiếc này. Chiếc này bán rồi Vũ. Bán luôn hả? Anh em mình vào chiếc này luôn đi ha. Vậy còn em con này sao? Là C5 2.5 Premium. 2.5 2021 phiên bản mới nhất. Xe đẹp quá trời. Cái mẫu này nếu mà mua góp á thì mình được nước trợ bao nhiêu phần trăm? Khoảng 70% anh Vũ. 70% ha. Xe này giá bao nhiêu thôi? 795 triệu. 795. Dạ đúng rồi. Đưa góp góp đưa 30% là khoảng 200 mấy ha. Dạ đúng rồi. Ghế da thì còn đẹp. Ghế điện. Rồi. Sạch sẽ. Nếu mà xe này mua mới bây giờ cỡ nhiêu thì? Rơi tầm khoảng gần 900 anh Vũ. Gần 900 triệu. Dạ. Biển số 63. Giá xe biển số thì mình không có quan trọng lắm tại vì ở đây là bao lăn bánh ra tên luôn rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Giá này là không có phát sinh nữa ha. Dạ. Giá này là chỉ có giảm thôi chứ không có tăng. Dạ dạ đúng rồi. Bên này em vừa về con Peugeot 2008 phiên bản GT Line. Cái mẫu này cái bên trong nó đẹp lắm. Dạ đúng rồi. 2008 nhìn giống như phím đàn piano anh chị. Đây. Quá đẹp. Cái này là cái ni lông chưa có lọt luôn nè cả nhà. Dạ. Chưa lọc luôn. Xe này bao nhiêu á Thiên?
Xe này thì mới về sáng nay nên chưa có giá anh Vũ ơi. Nếu mà anh chị nào mà cần thì đến xem xe. Rồi bên em đưa ra cái giá hợp lý nhất. Chưa giá ha. Dạ. Có đèn viền nội thất rồi luôn nè. Đẹp quá. Bản 2008. Cái này là 5 chỗ. Dạ. 5 chỗ gầm cao. Dạ. Xe này tạm thời chưa có giá nha anh chị. Dạ dạ. Rồi, qua chiếc này đi, Sedona. À, Sedona. Con này là 2020 này anh Vũ ơi. 2.2 máy dầu. Dạ đúng rồi. 2020. Dạ. Xe này giá bao nhiêu thì? Con này em đang bán 895 triệu anh Vũ. 895 triệu. Dạ. Cái này là hai cửa điện hai bên rồi. Dạ đúng rồi. Hiện đại ha. Ghế tay tự chỉnh điện luôn. Rồi, đây là gì? Có nhớ ghế luôn ha. 895 triệu, 2.2 máy dầu. Dạ. Rồi. Tự nó chạy ra. Rất rộng rãi luôn. Xe này đi gia đình còn gì bằng, có phải không cả nhà? Rồi, cái này mình khỏi cần kéo cái ấy, mình bấm cái đúng rồi được ha. Ok, 895 triệu. Bên này thì em có con Santa Fe 2018 phiên bản 2.2 Premium. 2.2 hai cầu. Cái này giá mình bao đủ. Con này em đang bán 765 triệu. Dầm quá cao luôn. Dạ. 765 ha. Dạ. Wow. Đã quá. 700 mấy thôi. Hai cầu. Dạ đúng rồi. Mẹ. Rồi. Ok ha anh chị. Còn ở đây ở đây có chiếc Innova nè, Innova 2018 động cơ 2.0 số sàn. 2018 này là nó con đã này có chạy cân bằng điện tử rồi. Dạ đúng rồi. Con này nó chạy hơn 105.000. Innova của Toyota thì đi trăm mấy cũng chạy. Trăm lẻ mấy thì cũng được. Dạ. Chưa đến nổi. Ừ, có nhiều xe hình như là anh nhớ đi 200-300 ngàn còn vô tư luôn anh chị. Dạ đúng rồi. Ừ, đúng rồi cả nhà. Có nhiều xe Innova 206 tới giờ đi phà phà. Dạ. Chiếc này thì nhìn cũng còn ok lắm á. Dạ. Ngoại hình còn đẹp lắm. Biển Sài Gòn luôn ha. Dạ. Hồi nãy em nói chiếc này giá bao nhiêu? 515 bên Vũ ơi. 515. Dạ. 515 triệu. Vẫn còn hỗ trợ thôi. Còn góp được nha. Quan trọng dạ. Cái đó đó. Rồi, CRV. Bên này là CRV 2020. Con này là có hệ thống Honda Sensing. Có radar ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này chắc có dịp phải trải nghiệm thử coi sao. Cho nó thắng giùm mình. Chiếc này bây giờ bao nhiêu? Con này em đang bán 845 triệu nữa. 845. Ủa, xe này thơm quá à. 845 triệu. Dạ đúng rồi. Cái này là nhập Thái ha? Dạ đúng rồi. Nhập Thái. Phiên bản này là phiên bản L, là phiên bản cao cấp nhất. Cao cấp nhất. Dạ. Đẹp quá. Biển 67. Còn bên này là chiếc Senna nhập Mỹ. Cái này thì nó kiểu cũng giống giống như cái Sedona ha? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó là thương hiệu của Toyota. Toyota. Cái này là cửa tự động. Đời bao nhiêu chứ? Con này 2008 á. 2008 anh chị. 2008. Quá rộng luôn rồi. Chiếc này với chiếc ở trên, chiếc nào rộng hơn nha? Chắc cũng không chiếc, biết. Chiếc ngang với nhau anh. Ngang ngang nhau. Dạ đúng rồi. Xe này bao nhiêu? Xe này 435 anh. 435 triệu. Rẻ hơn anh chị. Đời sau hơn. Dạ. 435. Còn anh này giữ nè. Ford nè. Fortuner. Đây. Xịn sò. Cái này là đời 20 mấy. Con này là 2020 á. 2020. Dạ. 2020. Cửa này là cửa cơ hả? Dạ đúng rồi. Cửa cơ. À, vậy là không bằng hai ông kia rồi. Hai ông kia dạ. Là cửa tự động nha.
Chí này bây giờ bao nhiêu tiền? 750 thôi anh Phúc. 750. Thường thường á, những anh chị nào là sẽ mua cái dòng xe này? Dạ đúng. Công ty hả? Dạ đúng rồi, công ty. Rồi, coi trên đây cái bao nhiêu? Con này 750 á. 750. 2020 750. Thường là xe này là gia đình và công ty. Gia đình và công ty nha. Dạ đúng rồi. Nhất là gia đình đông đông người. Dạ đúng rồi. Thích sự rộng rãi này, cũng như là 9 chỗ trở lên. Thích sự riêng tư. Dạ. Xe bự quá trời. Cái này mở ra được không? Có bị cấn xe sao không? Mở thử anh coi thử. Cái này mở không được, tại vì trong này là không mở được. Mở bình thường là được, nhưng mà cấn chiếc Tarek. Cấn cái chiếc này rồi. Dạ đúng rồi. Cấn chiếc Honda Tarek thôi. Ổn quá ha. Rồi, anh chị em nào muốn xem chi tiết hơn bất kỳ xe nào hay là chiếc này thì ở trên màn hình á là có số điện thoại. Dạ đúng rồi. Mình gọi điện nhắn tin qua Zalo rồi cửa hàng sẽ gửi cái vị trí qua cho dễ. Dạ dạ. Mình chạy qua đây ha. Vị trí ở đây là ngay chợ đêm Hòa Long luôn anh Vũ. Đối diện chợ đêm Hòa Long. Đúng rồi. Rồi đi chiếc này đi. Con này là CRV 2022. CRV 2022. Dạ. Mới cáo luôn. Dạ. Xe này giá bao nhiêu thế? 915 triệu anh Vũ. 915 triệu. Dạ. 2022. Ôi ơi, tắp lô đẹp ha. Này, cái này lạ quá. Cái này là gì ta? Cái đó là gì vậy? Cảnh báo va chạm. À, va chạm, có cảnh báo va chạm trên gương. Trên gương là điểm mù đó hả? Dạ đúng rồi. Nhiều nhiều tính năng quá không biết là gì. Anh chị mình cứ trải nghiệm. Xe này có hệ thống xếp cái xe. Ừ. Màn hình zin ha. Em xin lỗi là hệ thống Honda CC. Em nhầm. Chỉ có Toyota mới có hệ thống xếp cái xe thôi. Rồi. Cửa nóc toàn cảnh. Dạ đúng rồi. Là 915 triệu quá. 915 triệu. Dạ. 915 triệu ha. Rồi. Quá đẹp. Còn ở đây Ford. Bên này thì em có chiếc Ford Everest. Con này thì 2018 à. 2.0. 2.0. Xe này thì giá bao nhiêu thế? Con này em đang bán 865 triệu anh Vũ. Cái gầm cao giả măng luôn chị. Dạ. 865 triệu. Ford Everest 2 cộng. 2 cộng. Dạ. Rồi, ok. Phía sau này là một em lắc SA nữa nè. Dạ đúng rồi. 2021 bản Blade. Mẫu này Blade thì chắc cũng 800 mấy hả? Không tới anh Vũ ơi. Ủa không tới luôn hả? 785 triệu anh Vũ. 785. Dạ. Xe nữ chạy. Xe này là thương hiệu của Việt Nam nhưng mà thương hiệu chất lượng là của xe Đức ha. Dạ đúng. Thơm quá. Đúng là xe nữ chạy thơm. 7 chỗ. Dạ. Xe này thì không có gì lạ nữa là anh chị. Còn bên đây. Này là em xin lỗi là CS8. CS8. Dạ 2020. Biển Bình Dương 2020. Con này là bản 2.5, bản cao cấp nhất đó. 2.5, xe này thì hình như đồ chơi lên không nhiều ha. Dạ đúng. Riêng xe này gần như là full lắp xăng. Bao nhiêu thế? Con này em đang bán 880 triệu anh Vũ ơi. 880 triệu. Triệu. Dạ đúng rồi. 7 chỗ. Dạ. Gần như là zin hết à? Dạ. Những cái mẫu xe lướt như thế này thì trả góp ngân hàng được hết á anh chị. Dạ đúng. Và giá này là bao lăn bánh ra tên. Dạ rồi. Còn em bên này, này thì Hyundai Starlet. Hyundai Starlet. Dạ. 9 chỗ. Xe này xuất hóa đơn công ty được à? Dạ đúng rồi. Mâm của nó. Rồi. Cái này cửa lù hả? Cửa lù. 9 chỗ. Dạ đúng. Cái này chở nguyên rào bóng được luôn à. Làm xe đưa rước nhân viên công ty hoặc là xe gia đình là ok. Con này là 2.4 máy xăng số tự động. Dạ. Xe này thì bao nhiêu? Xe này 605 triệu anh Vũ ơi. 605 cả nhà. Là có thể đi được 9 người rồi đó. Ừ. Dạ. 605 nha. Rồi. Em còn con Fortuner nữa anh Vũ ơi. Fortuner 7 chỗ. Dạ đúng rồi. 2017. 2.7 máy xăng. 7 chỗ luôn. Hợp số 7 quá. Ừ. 7 chỗ làm tới nha. Anh chị mua xe nào thì cứ gọi điện trực tiếp cho cửa hàng nha. Trong phạm vi clip này thì anh em mình chỉ có báo giá là chính, tại vì xe bên phân bổ thì nhiều lắm anh chị.
nếu mà mình quay mình diễn tải kỹ quá thì nhiều khi anh chị em mình bị dài quá, anh chị em mình không thích. Rồi 715 triệu. Dạ đúng rồi, 7 chỗ rộng rãi 75. Rồi bên này là có chiếc Ford Ranger XLS 2020 anh. 2020 xe này lên được chơi nhiều á. Xe này là lên full abroad anh ha. Full abroad luôn. Dạ. Cái khoảng sáng gầm phía trước này, cái góc thác này sao nó bự dữ vậy. Cái này tiền độ chơi là cỡ bao nhiêu thì? Gần hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. Dạ. Cái này là 2.2 hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ chiếc này mình bán bao nhiêu? Con này em đang bán 555 triệu anh Vũ ơi. 555 triệu. Dạ. Xe lên sẵn được chơi rồi. Dạ đúng rồi. Có cản này. Bộ hệ thống off-road ha. Có nắp thùng kéo. Hồi nãy em nói chiếc này là đời bao nhiêu chứ? 2020 à. 2020. Dạ. 500 mấy thôi. 555 triệu. Rồi. Ok ha. Dạ rồi. Còn chiếc phía sau này là bán rồi. Dạ đúng rồi. Màu xanh này cũng đẹp quá. Dạ. Bây giờ anh em mình di chuyển qua salon 1 anh Vũ. Và đây chính là chi nhánh 1 của Phong Võng Bình Dương nha cả nhà. Dạ rồi. Bên mình thì đa số chỗ này là sedan. Dạ đúng rồi. Chuyên nhiều dòng hàng B. À. Nằm tại cây xăng số 4. Cây xăng số 4 cũ ha. Cái mẫu này là xe mình bán không? Công vụ. Xe công vụ là không có bán, xe dạ, công ty. Xe này là đã bán rồi. Camry này bán rồi hả? Camry màu đen, màu trắng đã lên đường rồi. 2022. Cái này mình bán bao nhiêu á? Tham khảo giá được không? Con một, dạ. Con màu đen hả anh? Đúng rồi. Con này là 15.000 cây. Con này là 1.235. 1.235 luôn. Như salon 2 cũng có một con màu trắng. Cũng đã bán rồi. Cái này bán rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp chiếc bên này ha. Một phút Ford. Xe. Con xe này là Ford Focus sản xuất và đăng ký lần đầu 2014, động cơ 2.0. 2014. Dạ. Xe này phải nói là gần như là full option. Máy móc cung gầm rồi xin hết ha. Dạ đúng rồi. Không có cấn móp đụng. Chuẩn 6 mấy nghìn thôi. 6 mấy ngàn cây. Dạ. 400 mấy hả? Chưa tới luôn anh Vũ ơi. Là bao nhiêu? 380 triệu thôi. 380 thôi anh chị. Dạ. 380 một chiếc xe Mỹ full option. Dạ đúng rồi. Rồi, nhanh gọn cho bà con cô bác mình nha. 308. Còn em bên đây. Bên này thì em có chiếc Mazda 6 này. Mazda 6. Em vừa về luôn giờ rồi. Đèn xe này em vừa về trưa nay luôn. Cái này có radar luôn ha. Dạ đúng rồi. Mazda 6. Là đời bao nhiêu thế? Con này này chắc 2020 không? Con này là 221 anh. 221. Dạ. Giờ chiếc này giá bao nhiêu? Con này là rơi tầm khoảng 600 mấy rồi Vũ ơi. 600 mấy bơm. Tại vì mới vừa về trưa nay. Rồi. Nên chưa có giá chính xác. Vậy anh chị nào mà muốn xem xe, lái thử xe đến ha. Form này là cái form mới nhất rồi anh Vũ. Form mới nhất biển số 67, anh chị em mình cứ chụp cái chiếc này là gửi qua Zalo cửa hàng báo giá chính xác hơn anh chị. Còn bên này thì em có một chiếc Ford XLS, một cầu số tự động. Một cầu số tự động. Cái này đời bao nhiêu? Con này là rơi đời tầm khoảng 2019-2020 anh. Cũng vừa về hôm nay luôn. Có giá chưa? Coi thử. Xe này thì hình như là zin nguyên bản chứ đâu có độ gì đâu ha. Dạ đúng rồi. Con này là 535 triệu anh Vũ. 535. Hồi nãy là bên chi nhánh 2, chi nhánh 3 của mình là cũng có một chiếc mà đồ đồ chơi. Dạ con này là 2020. Dạ 2020. Bây giờ mình vô trong nhà đi ha. Con Ford WeChat này thì em mới về nè. Chiếc bên đây hả? Ford WeChat. Con này là 2019. Nhập Thái. Lên sẵn nắp thùng luôn. Lên nắp thùng. Xe này bao nhiêu thế? Em đang bán 615 triệu anh. 615. Dạ. Con này là 2 cầu. 2 cầu ha. 2.0 turbo. À. Đèn còn đẹp ha. Dạ đúng rồi. 615 là Cần Thơ.
cảm biến trước sau luôn. Cái nắp thùng này bây giờ mình lên riêng là cũng mấy còn 40 triệu á. Rồi ok hai chị. Chiếc này hồi nãy em nói bao nhiêu chứ? 615 triệu anh Vũ. 615 hay cả nhà. Bên em rất là nhiều dòng xe mới về luôn, nhiều bài hot này mua về này. Bản G. Con này là 2017 này. Bản G 2017. Dạ. Rồi xe đang về giá khoảng 300 mấy thôi. 300 mấy hả? À dạ. Thì mình ra mình quay luôn đi. Dạ đúng rồi. Đứng rồi nè. Quay chi tiết. 300 mấy thôi. Dạ. Bản G là cái bản có khoảng 7 túi khí. 7 túi khí nha. Người ta nói á, nhất là những cô chú lớn tuổi nói là mua Vios là để về chạy mãn đời. Dạ đúng rồi. Là thiệt. Tại vì nó bền mà nó gọi là sao ta, nó tiết kiệm mà nó dạ, nó giữ giá cực kỳ. Dạ. Cứ Vios mà làm tới là bình dân nhất. Dạ đúng rồi. Hồi nãy nó là 300 mấy phải không? Dạ, khoảng 300 mấy. Mua về, mua góp, về. Góp được không? Dạ được anh. Được nha. Dạ. Ok. Siêu giữ giá xe quốc dân nha chị ha. Rồi vô trong nhà coi tiếp nha anh chị. Xe 5 này vừa về luôn nè. Chiếc này xe này thì để em sơ ba lại ha, rồi quay lên này mới về luôn hả? Ghế và quay lại ha, mới về à, nên mình quay con Xpander. Xpander dạ. Cái này là đời nhiêu tiền? Con này là 20 biển số 60 nha chị. 2019 anh Vũ ơi. 2019. 2019. Đó, có lên tay nắm cửa inox mà. Lại bè che mưa. Nội thất thì còn mới cáo à. Bao nhiêu chứ đi? Con này là 465 triệu anh. 465 ha. Dạ. Rồi, 400 mấy là được quốc chiếc 7 chỗ. Dạ đúng rồi. 5 cộng 2 nha. Dạ. Cửa này cũng chắc quá ha. Trả góp được ha. Dạ được, dạ được. Trả góp được. Rồi, 60. Còn em bên đây. Em này. Con này thì rút con em mới về luôn này. Con này rút này. 20 đàn S ha. Động 5. Cơ 5.5. À, cầu sâu, gầm rời cầu sâu. Cầu sâu hả? Dạ đúng rồi. Vậy là nó giống như mấy chiếc siêu xe rồi, mấy chiếc thể thao á. Gầm rời cầu sâu. Con này là 2021. Bao nhiêu thêm? 565 triệu anh. 65 triệu mà giảm dạ tầm cầu sao. Cái này là màn hình zin hay là Android? Màn hình Android hả? Dạ đúng rồi. Hình như bên mình là cũng có độ đồ chơi nữa mà đúng không? Dạ đúng rồi, bên em có salon 1 có làm đồ chơi luôn rồi. Có dán phim cách nhiệt luôn. Dạ đúng rồi. Thủ thuật nghề hết nha cả nhà. Rồi, qua bên đây coi tiếp mấy cái dòng xe bên này chị. Vào những chiếc xe quá trời. Chiếc này chú quay nè, Mazda 2 nè. Chiếc này xe sếp hả? Ủa xe sếp hả? Dạ dạ. Bán của ổng luôn đi. Xe này là Toyota Camry 2.5W 2019. Em xin lỗi là xe này là 2020. 2020 nha. Chạy chuẩn 60.000. 6.000 hả? 60.000 anh. Chạy 900 mấy? 950 triệu anh. 950 triệu. Này có hút kính luôn nè. Giá nói chung là nó cũng theo thị trường ha. Dạ. Thì cứ 2020 thì nó dao động khoảng 950. Dạ đúng rồi. Mà qua đây thương lượng được không? Dạ còn á. Còn thương lượng phải không? Còn thương lượng á. Rồi. Camry bên này thì em có bàn này. Bên đây. Dạ. Này là bên này K3. Thì em có K3. Bản Luxury. Là phiên bản giữa. Ủa biển số tỉnh Tây Ninh nè. Dạ. 36890. Dạ. Chuẩn 23.000 rồi đủ rồi. Xe này là 2023 hả? Dạ. Cái màu này đẹp quá à. Cái nước sơn của nó cảm nhận mình rời vô nó mịn mà nó còn dày lắm. Dạ. Chưa có đánh bóng gì nhiều đẹp. À, xe đi về thì em có rửa dọn lại thôi chứ không chưa rồi. Đánh bóng gì nhiều lắm. Nếu mà có nhiều vết xước thì anh chị tới, nếu mà không hài lòng chỗ nào thì em sẽ xử lý lại. Cái này bao nhiêu? 555 triệu anh Vũ. 555 triệu nha chị. Xe này có một chị gái ha. Vừa sinh năm mới 202 thôi, rất là giỏi luôn. 202 chủ xe 202 tuổi trẻ tài cao. Dạ rồi. Bên okay. Này thì Corolla Atit
tiểu Camry nha, biển số Bình Dương. Cái này 1.8G, con này thì em đang bán 605. 605. Dạ. 1.8G, 605 nha cả nhà. Xe này đi mới có 4 vạn à? Dạ đúng rồi. Đó, anh chị tìm xe nào thì cứ bình luận xuống hoặc là mình gọi điện trực tiếp cho cửa hàng anh chị ha. Xe thì rất là nhiều. Còn bên đây là một em BM. Dạ đúng rồi. 320. Một chủ Bình Phước ở đâu? 213 đúng không? Dạ. Nhớ 213. Xe này bây giờ là bao nhiêu? 460 triệu thôi anh Vũ ơi. 460 chị. 460 triệu ha. Còn ở đây đi. Camry. Camry 2022. 2.50. Cái màu này nhìn sang quá. Xe này đi được nhiều chưa? Xe này 28.000 rồi anh Vũ. 28.000. Dạ. Vậy chắc cũng phải từ 1 tỷ 2 à? Dạ đúng rồi. 1 tỷ 2. Nhiêu? 1 tỷ 235 anh Vũ. 1 tỷ 235. Dạ. Camry thì khỏi bàn rồi, quá đẹp. Cái này như anh đi quay anh chỉ biết ướt thôi. 1 tỷ 235 á cả nhà ơi. Bên này là cái gì? Yaris á. Yaris. 1.25 nhập Thái, dạ đúng rồi. 1.3. Xe này tính ra phân khúc của nó là hạng B không? Dạ đúng rồi. Hạng B. Bao nhiêu? Xe này thì em đang bán 415 triệu thôi. Xe này 415. Xe này cao cấp hơn hẳn mấy cái dòng kia anh chị không? Bằng inox đó. Rồi. Ok nha, kế bên luôn. Brio. Honda Brio 2020 bản RS. Là xe bản cao cấp nhất. Brio, bao nhiêu tiền? Xe này em đang bán 380 triệu thôi đủ. Xe này là 380. 24.000 thôi. Hai mấy ngàn ha. Dạ. Hình như nó là đời startup luôn. Dạ đúng rồi. Số tự động. Không anh, xe này là vẫn là đời cơ anh. Đời cơ hả? Dạ dạ. À. Rồi. Mình qua con này lắm mà đề startup này, con này nè. Con này là đề. Con Phúc hàng đề nè. Đề thứ dữ luôn rồi. Có đề từ xa không? Dạ, chắc coi là có luôn á. Này là lá A ha. Xe này là đỉnh rồi. Mà giá quá bình dân luôn vậy. Dạ đúng rồi. Xe tùm phức à. Chiếc này bây giờ còn bao nhiêu? 600. 600. Dạ, 615, chính xác là 615 triệu. 615 triệu. Dạ. Cả nhà thấy ok không? 615 triệu ha. Những cái dòng này thì quá quen với mình rồi. 2.0 ha. Anh chị em mình thích thì cứ trả góp được không ta? Dạ. Trả góp được. Rồi, em này đi. Lexus. Xe này thì Lexus LX460. Xe này đang xả lẩu rồi không ta? Dạ đúng rồi. Đang xả lẩu. Rồi, bao nhiêu đây? Xe này thì em đang bán 790 triệu ha. 790 này cửa hết luôn á anh chị. Anh chị nào mà tín đồ của Lexus thì có thể ghé tham khảo. Nếu mà xe này mà thời điểm mua xe mới là mấy tỷ? Rơi tầm khoảng 3 đến 4 tỷ. 3 4 tỷ. Rồi, có cửa nóc không ha? Dạ đúng rồi. Full option ha. 207 nhưng mà có rất là nhiều đồ chơi. Bên này thì em có chiếc Toyota Camry 2.0e 2017. Màu đen nội thất da kem. Auto chuẩn 4 vàng. 4 vàng nha. Dạ. Cái này giờ bao nhiêu thêm? 665 triệu thôi. 665 triệu. Dạ. Yeah. Camry. Giá chỉ xem một chiếc xe hạng B, hạng C. Yeah, đúng rồi. Hạng C. Dạ. Yeah. Đó thì sơ sơ thì anh chị em mình cũng lướt xem hết những cái dòng xe bên phân bổ Bình Dương rồi. Cả nhà mình quan tâm bất kỳ mẫu xe nào thì có thể là để lại bình luận bên dưới. Dạ, một phát là mình mua xe cũng được nè, đổi xe hay là bán xe hay là ký gửi được hết luôn. Dạ đúng rồi. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp. Trả góp. Rồi ở xa quá thì mình có hỗ trợ ship xe đi xa. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Ship xe đi xa được. Mà cái chi phí của nó thì sao? À, cái chi phí nếu mà thả xe lồng thì bên mua sẽ chịu. À. Dạ. Dạ rồi. Okay. Anh em mình dừng tại đây ha anh ha. Dạ rồi. Hẹn anh chị em trong tuần sau nha. Dạ rồi, cảm ơn quý chị.